Thank you.
Em gì cũng như chỗ này kia nhỉ. Giỏi quá chị em ơi. Em Trần Nga Xoay à? Tôi tao lý phụ nó đã cho nó nào đó cái đi đó cho xí như tầy Dạ nó làm quen cho mình tập. Cô cô. Hãy cô cô dành cho chồng cháu. Ồ, vừa bẩn bước qua mấy con bước cô cô. Cô cô. Cô chặt. Tập đến nhận được kia. Dạ, giỏi. Con hả? Con hả? Dạ, giỏi. Anh học chồng cháu kì. Ủa, cái gì cho nhà nhà? Đi đâu tụ nhà? Ngoài tự nhiên có nhân tình cửa gì đó chật nói mà em bác cũng thăng được rồi bao khó bao khó già già giờ dạy cắm chưa con sẽ
Yeah.
Cho bạn cái kiến ăn không biết vậy, cho bạn vô đây và chuẩn bị không cần được.